bản thân mình thì nhất là về cái buồn á, em buồn xong cứ em nằm buồn thì 2 tuần mà không hiểu thấm, xong đợt vừa rồi hôm thứ hai á thì em có đi nằm tức là phải lấy nhân đi á, thì xong em có làm cái bộ tiêu viêm